hãy cùng Lời Trái Tim đến với đêm của những giai điệu quê hương thân thuộc và đầy yêu thương trong chủ đề Quê Hương Tôi. Như bước qua tình ca trên lúa, nghe thoáng xa tiếng hò dòng đưa, dài thôn nữ hát đưa duyên ngày mùa, hát lúa chính đã nuôi ta ngàn xưa. Lời Trái Tim chủ đề Quê Hương Tôi được phát sóng vào lúc 19:35 thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2024 trên VTV8.